Hai bên cánh cổng là hai vị Phật rất là nổi tiếng. Bên trái là Phật Quan Âm tọa sen và bên phải là Phật Chuẩn Đề đang cưỡi ở trên con Khổng Tước Minh Vương. Hai bên sườn thì có đục chạm các cái hàng Bồ Tát và ở trên tay các vị này thì đang cầm rất nhiều những cái pháp khí để tượng trưng cho cái trí huệ, lòng từ bi và sự tiếp dẫn. Tất cả đều được đục chạm ở trên phôi gỗ lim và cho đến nay thì đã bắt đầu ngả cái màu thời gian. Và cái mái vòm cong ở bên trên của cái cánh cổng này là một dàn cung nữ đang múa hát bay lượn trong những cái tà áo rất là thướt tha, như dẫn chúng ta vào một cái khung cảnh rất là thần tiên. Và điểm kết của cái cổng này chính là cái sự uy nghi của đôi rồng trầu được đục chạm rất là kênh bong, moi móc và rất là sắc nét từng cái chi tiết một. Và nếu như đã từng đến đây thì chắc chắn các bạn sẽ cần phải đứng ở cái cổng này để check in một lần với những cái sắc đẹp của thời gian, của đôi bàn tay cũng như là cái sự sắp xếp rất là tài tình của vị sư trụ trì cũng như là người thiết kế lên cái không gian tuyệt vời này nhé các bạn ơi.